mô hình ma trận ANSOP, định hướng cho cá nhân trong công việc. Nhìn ở góc độ kinh doanh, nếu muốn rủi ro thấp, bạn hãy tiếp tục duy trì sản phẩm hiện tại trên thị trường hiện tại của mình. Tức là, tiếp tục làm công việc kế toán trưởng, giám đốc tài chính tại công ty bạn đang làm việc. Tuy nhiên, nếu muốn phát triển bản thân thì phải chấp nhận rủi ro. Hoặc là chuyển sang một vị trí mới trong cùng công ty hay kiêm nhiệm thêm chức năng nhiệm vụ công việc mới, ví dụ nhân sự, tài chính, huy động vốn, quản lý vận hành. Hoặc là chuyển sang một lĩnh vực mới với công việc tương tự. Cả hai lựa chọn này đều khá nhiều rủi ro, nhưng rủi ro nhất là chuyển sang một vị trí công việc mới trong một lĩnh vực mới hoàn toàn như tự kinh doanh, mở quán cà phê, quán ăn hay thậm chí là chuyển sang làm công việc marketing sale. Dám chấp nhận rủi ro và đưa ra lựa chọn phù hợp để phát triển bản thân chính là chìa khóa mà mô hình ma trận ANSOP đưa ra.